Happy wedding.
Giờ khăn thiết sẽ kết dây tơ hồng đôi lứa nên vợ chồng son sắc son môi duyên trầu cau đình đám duyên thắm duyên nồng thuyền đã sang sông đậu bến uyên ương đang đang đình đám duyên tốt duyên lành hạnh phúc trăm năm không hề phai úa miếng trầu miếng cau ngày xưa ngày nay miếng trầu miếng cầu ngày xưa chữ tình chữ duyên miếng cầu ngày xưa chữ tình chữ duyên ngày nay kết chặt vào trăm năm tình đôi lứa hai họ tình thông ra giờ khăn khít sẽ kết dây tơ hồng đôi lứa nên vợ chồng son sắc son môi duyên trầu cau tình đắng duyên thắm duyên nồng thuyền đã sang sông đậu bến uyên ương đang đình đang duyên tốt duyên lành hạnh phúc trăm năm không hề phai úa miếng trầu miếng cầu ngày xưa chữ tình chữ duyên ngày nay miếng trầu miếng cầu ngày xưa chữ tình chữ duyên ngày nay ha 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 ha
cái đây nhanh tốt được cái sư cho phép của những quả gia đình, sư cho phép của hai họ và được cái sự thông tin của chính quyền thì hôm nay vừa đi họ nhà trai để làm cái có cái đề đến cho nhà trai thì tự kiến đó thì chúng tôi thay mặt vào nhà trai xin kính chào tất cả các thành viên tham dự cái tổng cái buổi lễ hôm nay thì nói chung là con cháu thì đông đã ở ngoài chúng tôi trai riêng chú ở đấy thì chúng tôi xin kính chào là cái họ nhà gái là cái thành viên tham gia dự tổng cái buổi lễ hôm nay thì gồm có đây là bà nội tức là người sinh là ông bà Sơn và bà Sơn đấy là ông bà ngoại là gồm có là ông Bền và bà Hồng còn lại thì anh em thì được là cô ở Việt Nam cô vẫn đến là chú là cũng ở Việt Nam cũng nhóc thì cũng thật thì ông thật thì có lẽ là họ cũng chung còn đấy là chúng đây thì chúng tôi cũng chỉ chưa luôn rồi hôm nay thì được cái sự tốt đẹp sự nhất trí quá gia đình sự tốt đẹp quá họ và sự đồng tình nhất trí của chính quyền cho phép là làm cái có cái đây thì là định cho nhà gái không có trong này là không có ai đây tức là đây là anh hội và đây là chúng tôi thì chúng ta đã được cái tổng nhất rồi thì không có là hai cái đây thì đấy là cái đây anh hội và xin cưới là không có thế này thì ở đấy thì con người nói chung là họ nhà gái mà chấp nhận như thế thì cũng đồng tình với cái sự giới thiệu ta sẽ là chấp nhận rồi thì ta sẽ đi ngoài để cháu là cháu luôn họ nhà gái và hai họ vui vẻ mạnh khỏe hạnh phúc và thành đạt và tự nhiên như thưa hai họ thì có khi hội nhà trai thì có cái giới thiệu là những vấn đề như lễ hội lễ kết thì gia tiên cũng như là coi như là chúng ta đấy là coi như là giới thiệu là coi như đấy là giáo viên đấy là cho nên là coi như là cũng là giới thiệu văn hóa để thay mặt cho là vợ chồng là ông Sơn tức là chính là coi như là chấp nhận tức là lễ hỏi lễ tết cũng như lễ gia tiên coi như là về đàng là coi như bên nội là coi như là tết hết thì là coi như là một ngày nữa là cũng là coi như là ta có thể là coi như là xây dựng gia đình hạnh phúc cho hai cháu thì phần thứ hai phần thứ ba thì là coi như là sau thì giúp là hai họ thì nhiều may mắn và cũng biết nhau giữa độ trăng tròn nhớ nhau dưới biển mà trên non nữa thật mà yêu thương ơi.
nghĩ về sau chẳng tháng mà phân em hồng tươi ấy cũng không ngoài nết na em trăm đường trăm đường ý ý trăm đường biết nhau cũng bởi tâm đầu mến nhau cũng bởi mà đôi câu ở đã vàng ơ đôi ta cùng xây đắp tình thương chứ lâu dài bên đường mến nhau ngay thật mà yêu thương ở sớm chiều ơ thương nhau thì ta biết để đâu chứ cho vừa sau chẳng tháng mà phân em hồng tươi ấy cũng không ngoài nết na em trăm đường trăm đường ý trăm đường biết nhau cũng bởi tâm đầu mến nhau cũng bởi mà đôi câu
cầm tay ân cần trao nhẫn cô dâu thật xinh, ngựa ô rất dâu sẵn sàng cái ghen kiệu vàng theo chàng về dinh. Mà xem đám cưới chúng tôi rất tưng bừng, bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Hôm qua được nhận quà đi, thì hôm nay là họ nhà trai thì có cái châu xin dấu, mình mong họ nhà trai chấp nhận cái sự tổng nhận quà gia đình rồi thì ta cái giờ chờ cái ta không mang đến nhờ có gì sắm đấy đến đi họ nhà trai. Trong tàu mọi điều kiện thì cháu với trong được giấy trước được mọi điều kiện bảo cái đấy tốt đẹp, mong sự nhà cái giúp đỡ và tạo điều kiện thì cháu trong năm hạnh phúc và sự được thành công gì mà đang thì nhất. Con à cho nên là buổi thay mặt là vợ chồng ông Sơn cũng như cả chú coi như là cháu gửi cảm biểu tín á, tức là vui như cô nội, tức là giúp đỡ cháu là một điều. Điều thứ hai á thì cũng là thay mặt cho là coi như là họ nhà gái là họ nhà trai thì là gọi rằng là cử người châu thì tối cũng là chính là coi như là thay mặt thì vợ chồng Sơn là chấp nhận thì là ta là có những cái thời gian là cũng có nữa là vì là mình một chơi gần hàng người rồi à, cho nên là có những cái để là dần là giống như ở nhà trai dù là kịp là có những cái thời gian à cùng những cái chơi lại chơi rất đã quyết định thì chẳng có gì thì cũng là chính là cảm ơn hai họ à để là ta là vì cháu chị cháu là coi như là chưa được là coi như là cũng đẹp. Đám cưới chúng tôi đông quá trời, đây cô dâu còn kia chú rể, hai họ cùng chúc mừng nâng ly. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi. Đầy những vàng trao nàng đính nước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Chàng đính ước mong ngày mai con đàn trâu đông vui thật vui.
con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi rất tưng bừng, bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi đông quá trời, đây cô dâu còn kia chú rể, hai họ cùng chúc mừng nâng ly. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi, đầy những vàng trao nàng đính ước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Đám cưới chú rể thật hiền lành, không ai bằng được ông xã tôi, đầy những vàng trao chàng đính ước, mong ngày mai con đàn trâu đông vui thật vui. Con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi rất tưng bừng, bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi đông quá trời, đây cô dâu còn kia chú rể, hai họ cùng chúc mừng nâng ly. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi, đầy những vàng trao nàng đính ước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Đám cưới chú rể thật hiền lành, không ai bằng được ông xã tôi, đầy những vàng trao chàng đính ước, mong ngày mai con đàn trâu đông vui thiệt vui. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi, đầy những vàng trao nàng đính ước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Trong hoàn trường hạnh phúc trong buổi chiều hôm nay, lần đầu tiên cho phép MC Đức Trình sẽ thay lời hạnh phúc cho hai gia đình, đợi lời cho những người làm thí sinh đến từ trung tâm được cưới lễ hội và sự kiện Hồng Tư, cũng như đợi lời cho chàng rể Tiến Hưng và Bảo Trinh Hồng. Xin gửi tới quý vị một lời chúc sức khỏe, một lời cảm ơn chân thành và một lời chào trân trọng nhất. Vâng, kính thưa quý vị, với tất cả những tình cảm, với tất cả những tấm lòng mà quý vị đã có mặt tại khán phòng hạnh phúc của gia đình Hà Nội trong buổi chiều hôm nay, thì đó là một niềm vinh hạnh rất là lớn lao của hai gia đình chúng tôi, cũng như là niềm tự hào cho chàng rể Tiến Hưng và cô Bảo Trinh Hồng. Và ngay giây phút này đây, để đáp lại tình cảm đặc biệt của quý vị đã đến đây, đã có mặt đông đủ trong khán phòng hạnh phúc trong buổi chiều hôm nay, thì chúng tôi xin kính mời chàng rể Tiến Hưng và Bảo Trinh Hồng hãy siết chặt bàn tay nhau mình lại, tay trong tay, vai kể vai, cúi chào đến với tất cả quý vị thân khách quý, thay cho một lời cảm ơn, một lời tri ân chân thành nhất. Một lần nữa xin kính mời. Là đẹp đôi mà kể từ hôm nay họ đã chính thức là của nhau rồi thưa quý vị. Sống bên nhau để xây dựng lâu đài hạnh phúc, hướng về nhau để chung nhịp đập con tim. Và được sự đồng ý của hai bên gia đình, nhà trai bố Nguyễn Ngọc Sơn, mẹ Nguyễn Thị Thật ở xóm Sơn Bắc, xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, kết tình thông gia cùng nhà gái bố Trịnh Xuân Sơn, mẹ Nguyễn Thị Tuyến, thôn Hải Hà, xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Và được sự đồng tình của chính quyền hai địa phương, xã Kỳ Thọ và xã Kỳ Ninh thân thương, thì hôm nay hai gia đình đã chọn ngày lành, tháng tốt, trong giờ phút này, trong khoảnh khắc này để tổ chức hôn lễ tròn trẻ được trăm năm hạnh phúc, mà đúng là chim tung cánh để rồi loan tin mừng của hạnh phúc, hoa hé cười đón ánh nắng của bình minh. Với đôi bàn trẻ đẹp xinh, đẹp duyên đôi lứa mặn mà chúc mai, mà từ đây hai trái tim vàng trăm năm vẫn đập nhịp nhàng bên nhau. Có châu thì chắc chắn không thể thiếu câu, cho môi em thắm, cho lòng anh say. Ngay lúc này đây, không để quý vị phải chờ đợi thêm một tích tắc nào nữa, chúng tôi sẽ được long trọng công bố chương trình nối nhịp cầu duyên mừng hạnh phúc cho chàng rể Tiến Hưng và Thảo Trinh Hồng chính thức được bắt đầu. Ngày hôm nay thì thật là rực rỡ, lộng lẫy và mê say đúng không quý vị? Cô dâu thì mặc váy trắng cải nơ, được make up rất là tuyệt vời đến từ Phương Nguyên Studio.
con chú rể của chúng ta đây thì ca vạt dân tơ hàng đầu. Mà dân ca nghệ tính của chúng ta có câu: thiếp thương chàng thì thiếp để ai biết, mà chàng thương thiếp thì chàng để ai hay. Để rồi én lớn nó bay, ai đây có nắm tay thì hồng đã em bảo em nay đã có chồng. Mà yêu nhau thì say đắm mặn nồng, để cho bố mẹ trước sau mừng lòng. Bao ngày bố mẹ đợi mong, bà mong cháu ông bồng cho vui. Vâng, tình yêu của đàn trẻ thì ngọt tựa mía lùi, mà xuân sao nồi ngoài sắc son tròn tình. Vâng, tình yêu, tình đời không có gì đẹp hơn thế nữa. Ngay giây phút này đây, đôi bạn trẻ sẽ dành tặng cho nhau kỷ vật đầu tiên thiêng liêng nhất của đời mình. Vâng, xin mời hai bạn hãy quay một góc nhỏ tình yêu mình lại. Làm bơ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Vâng, kính thưa quý vị, đúng là ơn cha mẹ thì như trời sâu biển rộng, sinh con ra mong con lớn từng ngày, lúc hoạn nạn lúc đắng cay vẫn chăm chút và nâng niu như hoa trên cành. Đó là những gì để nói lên công lao dưỡng dục sinh thành của những bậc làm ta, những bậc làm mẹ, những con người đã tần tảo sớm hôm để cho chúng ta một cô dâu hiền, một chàng rể thảo. Vừa ngay giây phút này đây, trong ngày vui, ngày hạnh phúc của hai con, thì những bậc làm cha, những bậc làm mẹ cũng có đôi câu để dặn dò đến với hai con. Vâng, là chúng tôi xin được kết nối nhịp cầu của mình để mời một vị đại diện cho quan viên hai họ, hai gia đình, hai dòng tộc. Xin mời bác hãy nhanh chân trở về sân ga tình yêu để có đôi lời tâm tư tình cảm gửi đến toàn thể quý vị và dặn dò đến với hai con trẻ. Một lần nữa xin được long trọng kính mời bác. Khi đấng sinh thành, sinh ta ra đời, cảm ơn ông trời cho ta kiếp người phải sống thế nào. Thì, hôn trường hôm nay chúng ta tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu đến đây là thành công tốt đẹp. Tôi thay mặt cho họ là nhà trai xin cảm ơn tất cả ba con làng xóm, họ hàng thân hữu gần xa. Xin cảm ơn tất cả các cháu thanh thiếu niên và nhi đồng đã có mặt trong buổi lễ thành hôn hôm nay. Tôi thay mặt cho ba, cho họ nhà trai xin cảm ơn ban tổ chức và tất cả ba con làng xóm đã đến tham gia buổi lễ thành hôn tốt đẹp này. Xin cảm ơn họ nhà gái đã đón tiếp họ nhà trai một cách chú đáo. Chúng tôi xin cảm ơn tất cả hôn trường và xin chúc các hôn toàn bộ ở đây là chúng ta ngon miệng. Xin cảm ơn tất cả. Ý nghĩa hơn nữa thì chúng tôi xin phép quan viên hai họ cũng như xin phép toàn thể quý vị có thể cho đôi bạn trẻ thực hiện một nụ hôn ngọt ngào nhất, tuyệt vời nhất trong buổi trưa ngày hôm nay được không ạ? Nếu mà quý vị đồng ý thì cho một tràng pháo tay thật lớn ra đi ạ. Hai, một, bắt đầu. Một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng đi quý vị. Bạn nâng ly ta cùng nâng ly để uống nhâm nhi dài chú rượu nồng, mình mừng cô dâu chú rể thương nhau, chúc họ hạnh phúc nè. Ta cùng nâng ly một hai ba yo. Mời bạn nâng ly ta cùng nâng ly để chúc cho ai có dâu rể quý, để mừng cho ai con cái nó lộc già. Chúc mừng bà con ơi, ta chúc hai họ thêm thơm. Một, hai, ba, yo. Mình mừng hôm nay có người thành hôn, mình chúc hai họ sớm có cháu đẻ bầu. Mừng người ta vui lòng mình cũng vui, chúc mừng sức khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi vui.
nha bà con ơi, nâng ly lên nè, vui cùng cô dâu chú rể mới nè. Ok, 1, 2, 3 vô. Uống vui vẻ nha, uống say mà không được xỉn nha, nhớ đó nha. Ok. Cùng nâng ly để uống nhâm nhi dài chung rượu nồng, mình mừng cô dâu chú rể thương nhau, chúc họ hạnh phúc nè, ta cùng nâng ly. 1, 2, 3 vô. Mời bạn nâng ly, ta cùng nâng ly để chúc cho ai có dâu rể quý, để mừng cho ai con cái nó lộc già. Chúc mừng bà con ơi, ta chúc hai họ thêm thân. 1, 2, 3 vô. Mình mừng hôm nay có người thành hôn, mình chúc hai họ sớm có cháu đề bờ. Mừng người ta vui lòng mình cũng vui, chúc mừng sức khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi vui. Vui luôn nha. Mình mừng hôm nay có người thành hôn, sớm có cháu đề bờ. Mừng người ta vui lòng mình cũng vui, chúc mừng sức khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi vui. Rồi vui luôn nha bà con ơi, vô nè. 1, 2, 3 vô. Em bên anh ngày mình chung đôi.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Anh không biết bao nhiêu sao trên trời, anh không biết cuộc đời mãi ra sao. Dù xa lao dù ra sao thì anh vẫn luôn có một người luôn bên cạnh anh mãi thôi. Anh không biết yêu em sao cho vừa, anh không biết ngọt ngào hay chẳng sao. Tình yêu anh dù không mấy lần, nhưng lòng anh biết ý nghĩa cuộc đời này là khi có em. Và em ơi, điều anh biết là mỗi khi em cười là bao nhiêu phiền lo trong đời biến tan. Và em ơi, điều anh biết là nỗi nhớ tới bời lúc em rời xa chốn đây em giận anh. Và em ơi, điều anh biết là lắm khi đau lòng vì anh vô tình cho em buồn xót xa. Và em ơi, điều anh biết là không cần câu hứa đã yêu hôm nay yêu nhiều hơn lúc xưa. Anh trông thấy bao bông hoa trên đời, anh không thấy người nào xinh hơn em. Vì anh yêu trọn đôi mắt này, yêu trọn tâm trí, chỉ xin một đời này được che chở em. Sao trên trời, anh không biết cuộc đời mãi ra sao. Dù xa lao dù ra sao thì anh vẫn luôn có một người luôn bên cạnh anh mãi thôi. Anh không biết yêu em sao cho vừa, anh không biết ngọt ngào hay chẳng sao. Tình yêu anh dù không mấy lần, nhưng lòng anh biết ý nghĩa cuộc đời này là khi có em. Và em ơi, điều anh biết là mỗi khi em cười là bao nhiêu phiền lo trong đời biến tan. Và em ơi, điều anh biết là nỗi nhớ tới bời lúc em rời xa chốn đây em giận anh. Và em ơi, điều anh biết là lắm khi đau lòng vì anh vô tình cho em buồn xót xa. Và em ơi, điều anh biết là không cần câu hứa đã yêu hôm nay yêu nhiều hơn lúc xưa. Và em ơi, điều anh biết là mỗi khi em cười là bao nhiêu phiền lo trong đời biến tan. Và em ơi, điều anh biết là